được công nhận là một người đẹp toàn diện, Han Ga-in không chỉ gây ấn tượng nhờ nhan sắc mặn mà, lối sống trong sạch mà còn bởi học thức đỉnh cao, không hề thua kém những mỹ nhân vốn nổi tiếng với IQ vượt ngưỡng 140 như Lee Yong-ae, Kim Tae-hee và Lee Han-hee. Nếu vẫn còn nghi ngờ về sự thật này, hãy cùng quay ngược về quá khứ để tìm hiểu rõ hơn về cô nữ sinh Kim Hyun-jo, sau này được biết đến rộng rãi với nghệ danh Ha Ga-in của những năm 2000, để biết rằng cô thật sự là một người đẹp tài sắc vẹn toàn như thế nào thời còn cắp sách đến trường. Từ những ngày còn đi học, Han Ga-in đã nổi tiếng với nhan sắc khuynh thành. Bạn bè thuở thiếu thời của cô từng cho biết, Han Ga-in được nhiều nam sinh để ý và thậm chí thư tình của cô còn xếp đầy cả hai học bàn. Trong một lần xuất hiện lướt qua ống kính tại trường trung học nữ sinh Bê Hoa, Han Ga-in đã khiến truyền thông và mạng xã hội xôn xao vì gương mặt xinh đẹp thanh tú. Ngày trước, Han Ga-in có ước mơ trở thành nàng tiên áo trắng, nhưng tiếc thay cô không đủ điểm để vào trường y nên phải chuyển sang học ngành quản lý khách sạn tại Đại học Gyeonghae danh tiếng. Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp, Han Ga-in còn được biết là một người thông minh khi đạt số điểm 384/400 trong kỳ thi đại học CSAT. Không có ước mơ làm diễn viên, tưởng chừng như Han Ga-in và sự nghiệp diễn xuất sẽ chẳng hề liên quan với nhau. Tuy nhiên, cuộc đời đưa đẩy đã khiến cô bén duyên với nghệ thuật và bắt đầu nổi tiếng. Han Ga-in, một trong những tượng đài nhan sắc xứ Hàn bên cạnh dàn mỹ nhân đình đám Song Hye-kyo, Kim Tae-hee, Jun Ji-hyun. Tham gia nghệ thuật được 18 năm, những bộ phim mà Han Ga-in tham gia chỉ đếm trên đầu ngón tay, dù nhận được yêu mến của khán giả. Mặc dù có phần lép vế so với các mỹ nhân khác về gia tài phim ảnh, nhưng Han Ga-in lại vô cùng mãn nguyện khi tìm được một người đàn ông cả đời chỉ hướng về mình. 2002-2010, gia nhập làng giải trí và gây xôn xao khi lập gia đình sớm. Thật sự diễn xuất như một cơ duyên bất ngờ đến với Han Ga-in, và nhờ đó mà một cô nữ sinh nhỏ bé lại có thể trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Năm 2000, khi 12 tuổi, Han Ga-in tham gia chương trình Rung Chuông Vàng và cho thấy khả năng không tầm thường khi lên tới nấc thứ 34. Nhờ ngoại hình xinh đẹp mà Han Ga-in chẳng hề tốn công mà vẫn nổi trên khắp cả nước dù chưa chính thức bước chân vào showbiz. Từ đó cô đã lọt vào mắt xanh của nhiều nhân viên công ty giải trí. Họ đến trường chiêu mộ cô về công ty của mình và tham gia hoạt động nghệ thuật. Mãi đến 2 năm sau, Han Ga-in mới ra mắt trong quảng cáo cho hãng hàng không Asiana Airlines. Cùng năm 2002, người đẹp chính thức đến với diễn xuất qua vai diễn trong Sunshine Hunting và Comedy Town. Phim của Han Ga-in. Han Ga-in thực sự được mọi người nhớ mặt gọi tên khi cô đảm nhận vai chính trong Khăn Tay Vàng. Không khiến mọi người thất vọng, nữ diễn viên đã thực sự bùng nổ và nhận được giải thưởng danh giá đầu tiên trong sự nghiệp. Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại KBS Drama Awards 2003. Sau đó, Han Ga-in chạm ngõ điện ảnh với Once Upon a Time in High School và giành được giải thưởng nữ diễn viên được yêu thích nhất tại Giải thưởng Nghệ thuật Baekseang lần thứ 40. Đến năm 2004, Han Ga-in tiếp tục khuynh đảo trên màn ảnh nhỏ với bộ phim Lối sống sai lầm, một trong những series truyền hình ăn khách bậc nhất Hàn Quốc lúc ấy. Với vai diễn Kang Eun-pa đầy tổn thương, Han Ga-in đã đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc của KBS. Han Ga-in kết hôn sớm và tạm gác sự nghiệp để vun vén cho gia đình. Không giống với những nữ diễn viên khác luôn chuyên tâm vào nghiệp diễn và để chuyện cưới xin tính sau, Han Ga-in trở thành hiện tượng lạ trong KBS khi lên xe hoa lúc 23 tuổi cùng những lời dị nghị. Năm 2005, Han Ga-in đã theo chồng bỏ cuộc chơi. Ông xã của Han Ga-in là nam diễn viên Yoon Jung-hoon. Cả hai bén duyên sau lần hợp tác chung dự án Khăn Tay Vàng. Trong khi Han Ga-in và Yoon Jung-hoon vô cùng hạnh phúc trong ngày cưới, thì rất nhiều đàn ông, kể cả các nam tài tử trong giới giải trí lại cảm thấy đau buồn và nuối tiếc. Lúc này, ông xã Yoon Jung-hoon bất ngờ bị chỉ trích là kẻ đánh cắp quốc dân hay kẻ thù số 1 của đàn ông chỉ vì chiếm được trái tim của Han Ga-in. Sau khi kết hôn, tần suất Han Ga-in xuất hiện trên màn ảnh cũng ít hơn và cô cũng trở nên yên ắng trong giới showbiz. Cô dành nhiều thời gian cho gia đình và chỉ tham gia đóng phim khi chọn được kịch bản phù hợp. Chính vì thế, gia tài phim ảnh của người đẹp sinh năm 1982 cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên, không vì vậy mà Han Ga-in bị công chúng lãng quên. Dù không đóng phim thường xuyên, nhưng các hoạt động quảng cáo, đóng MV hay vai diễn khách mời của cô đều nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.
Những năm sau đó, Han Ga-in tiếp tục tham gia vào những bộ phim Super Rookie 2005, Dr. Kang 2006, Ma Nữ Yu-hi 2007, Bad Guy 2010. Với Super Rookie, Han Ga-in đã nhận được giải Excellence Award, Actress the NBC Drama Awards 2005. Vì sở hữu ngoại hình quá nổi bật, nên khán giả thường chú tâm đến nhan sắc của Han Ga-in thay vì khả năng diễn xuất của cô. Chính vì thế mà Han Ga-in vấp phải không ít ý kiến trái chiều khi bị cho là diễn xuất một màu và chưa có sự đột phá. Mặc dù nhờ vẻ ngoài xuất chúng, nên Han Ga-in luôn được ưu ái giao cho vai chính. Tuy nhiên, cô lại rất chuyên tâm làm nghề và không chọn cách nổi tiếng bằng scandal. Nỗ lực thoát mác bình hoa di động và trở thành người phụ nữ của gia đình. Mặc dù các bộ phim của Han Ga-in đều có thành tích tốt, nhưng thực lực của cô vẫn chưa được công chúng đánh giá cao. Đồng thời vì lập gia đình sớm và hạn chế tham gia đóng phim nên sự nghiệp cũng chịu ảnh hưởng không ít. Nhưng Han Ga-in không hề bỏ bê sự nghiệp của mình, cô luôn nỗ lực hơn để được công nhận và không còn bị gắn mác bình hoa di động. Mặt trăng ôm mặt trời và bước tiến lớn trong sự nghiệp diễn xuất. Đến năm 2012, cô đã thực sự làm được điều đó khi tham gia vào siêu phẩm truyền hình The Moon Embracing the Sun, Mặt trăng ôm mặt trời. Lần này, Han Ga-in bắt tay cùng Kim So-hyun và cặp đôi Chị đẹp, phi công trẻ này đã giúp bộ phim đạt rating cao ngất ngưởng, nhiều tập vượt mốc 40%. Ban đầu, nhiều người vẫn còn định kiến với diễn xuất của Han Ga-in. Tuy nhiên, sau khi xem những phân cảnh bộc lộ cảm xúc nội tâm của nhân vật, khán giả đã bị cô chinh phục hoàn toàn. Đây có lẽ là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất của Han Ga-in và cũng là vai diễn ấn tượng nhất với khán giả mỗi khi nhắc đến cô. Han Ga-in đã đoạt giải ở hạng mục Top Excellence Award, Actress in a Miniseries của NBC Drama Awards 2012 cho vai diễn phù thủy xinh đẹp Hu Yun-woo. Architecture 101 giúp sự nghiệp của Han Ga-in thêm vững chắc. Không chỉ tạo sóng trên màn ảnh nhỏ, Han Ga-in còn cho thấy mình có sức ảnh hưởng trên màn bạc. Phim điện ảnh Architecture 101 vào năm 2012 của cô cũng lập kỷ lục khi trở thành bộ phim tình cảm lãng mạn có doanh thu cao nhất trong lịch sử phim ảnh xứ Hàn. Tái xuất sau 6 năm với Mistress. Mistress là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Han Ga-in sau 6 năm kể từ Mặt trăng ôm mặt trời. Đây là một bộ phim thuộc thể loại tâm lý kinh dị, thu hút quan tâm của khán giả bởi nội dung hấp dẫn gay cấn. Đồng thời, sau thời gian dài vắng bóng, Han Ga-in nhận được nhiều lời khen ngợi bởi diễn xuất tiến bộ rõ rệt và nhan sắc mặn mà ở tuổi 36. Đây cũng là dự án phim cuối cùng mà Han Ga-in tham gia cho đến nay. Tái xuất sau 6 năm rồi lại lui về làm bà nội trợ. Han Ga-in chẳng mang ánh hào quang, chỉ muốn viên mãn bên cạnh Yoon Jung-hun. Như đã nói, hôn nhân của Han Ga-in và Yoon Jung-hun luôn khiến công chúng lời ra tiếng vào bởi sự chênh lệch về nhan sắc và tài năng. Yoon Jung-hun là một diễn viên thực thụ, nhưng anh lại không được đánh giá cao về ngoại hình và cũng không nổi tiếng như các nam tài tử khác. Trái ngược với sự nghiệp nở hoa của Han Ga-in, Yoon Jung-hun lại là cái tên mờ nhạt trong làng giải trí. Tuy nhiên, đổi lại ở anh, sở hữu sự chân thành và trái tim chỉ hướng về Han Ga-in. Được biết, mặc dù không thành công trong sự nghiệp diễn xuất, nhưng ông xã Han Ga-in lại có gia thế không đơn giản. Ông nội anh là bác sĩ nổi tiếng tại Seoul, bố là nam diễn viên gạo cội Yoon Woo-jin. Chính vì xuất thân trong gia đình trâm anh thế phiệt, nên Yoon Jung-hun hoàn toàn có thể để cho Han Ga-in có cuộc sống đủ đầy. Đồng thời, anh cũng có cách hành xử rất lịch sự, mặc dù thường xuyên bị đem ra so sánh với cô vợ xinh đẹp, nổi tiếng, nhưng điều này vẫn không làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của vợ chồng anh. Để duy trì cuộc hôn nhân trong suốt 15 năm qua, Han Ga-in và Yoon Woo-jin phải trải qua nhiều sóng gió. Khi cưới nhau chưa được bao lâu, ông xã Han Ga-in phải tiến hành nhập ngũ. Han Ga-in từng bị stress đến mức mất đi đứa con đầu tiên sau 9 năm chờ đợi. Tuy nhiên, bằng sự chân thành và quan tâm, cặp đôi đã nắm chặt tay nhau vượt qua mọi thách thức. Tháng 4 năm 2016, Han Ga-in và ông xã hạnh phúc chào đón công chúa ra đời và đặt tên là Yoon Jae-hee. Đến tháng 5 năm 2019, Han Ga-in hạ sinh con thứ hai và đó là một bé trai có tên Yoon Jae-yoon. Trải qua gần hai thập kỷ bên nhau, Yoon Jung-hun và Han Ga-in luôn ngọt ngào như thuở mới yêu. Chàng tâm sự, anh cảm thấy trống trải mỗi khi xa bà xã. Thậm chí nam diễn viên phía đông vườn địa đàng khẳng định sẽ kết hôn với Ga-in ngay cả ở kiếp sau.